Banatipata Veramati Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surame Rajamat Champamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Imani pancha sikkhapadani sadukang kattva appamadena nicchakalang sammarakhi thappang. Chư thiện tính nên tọa trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na poga sambada, sile na nipputin janti, tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính và ráng tọa trì giới luật cho được trong sạch, được để làm xà thụ xà thụ xà thụ ua ta măng ghê na quan đê hăng ba đa băng sung qua rúa ta măng bùa thê vô khá lý tô đô sô bùa thô khá ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng thăm măng cha đô vi thắng qua răng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô Kama tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô Kama tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm nên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Hoa tu sapa mang ga lang rak han tu sapa de vata sapa buddha nu va ve na sa da so thi ba wan tu te hoa tu sapa mang ga lang rak han tu sapa de vata sapa dhamma nu va ve na sa da so thi ba wan tu te hoa tu sapa mang ga lang rak han tu sapa de vata sapa sangha nu va ve na sa da so thi ba wan tu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lập thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được tựu mỹ mãn. Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ, Nguyên Như xin kính thay mặt đạo tràng, kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy vào ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, bây giờ đến cái phần mà mình ôn pháp. Dạ, em xin kính mời chị Nhung có thể post bài lên từ câu số 1 cho tới câu số 18 của phần chi pháp, vì dự pháp. Dạ, con xin kính thỉnh sư có thể làm đầu tàu để mở hàng cho ở lớp chúng con để chúng con đọc theo bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Yeah. Lúc nào cũng kêu sư đi đầu đàn hết ha. À, không biết đọc cái giáp hay không đây. Rồi, cái gì định tâm nha, định tâm. Ví dụ pháp, tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm.
Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thị thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiêu thọ xả. Rồi, sư đã đọc xong, ngài kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, như lệ cũ, xin mời quý vị nào muốn đọc cứ việc giơ la tay rồi mình nói đua nhau đọc ha. Ở đây là gà nhà với nhau, không không cần mắc cỡ nha quý vị. Xin kính mời sa thú anh Lý, em xin nhường mic. Dạ, con là Quảng Thiện, con kính kính chào sư Thanh Tâm và xin kính chào đạo tràng. Tất cả là pháp, nó được chia làm hai: pháp trụ đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu phấn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân và tâm duy tác. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện nhân được
chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác được chia làm ba: tâm kháng hữu môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, và tâm duy chiếu, tâm ứng cúng thọ hỷ. Dạ, câu xin hết. Dạ, con kính mong kính lễ sư Thanh, kính lễ quý sư, cùng các kính chào các anh chị em ở trong đạo tràng. Xin đọc bài phân chia. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đạo này, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ, tâm tham xá ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm ưu hợp phân vô trợ, ưu hợp phân hữu trợ. Tâm đi được chia làm hai: tâm si thọ xá hợp hoài nghi, tâm si thọ xá hợp phong dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất vô nhân được chia làm bảy: tâm nhã xá quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ
xá thử vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quá thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xá quá thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xá quá thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xá quá thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quá thiện vô nhân, tâm di tác vô nhân được chia làm ba, tâm khan ngũ môn thọ xá, tâm khan y môn thọ xá, tâm ưng cung vị tiêu thọ hỷ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Diệu Pháp, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào ông bà Năm, con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chơn đế. Pháp chơn đế được chia làm hai, chơn đế vô vi, chơn đế hữu vi. Chơn đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm. Tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đao đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất được chia làm ba, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham to hỷ tà vô trợ. Tâm tham to hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham to hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham to hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham to xá hợp tà vô trợ. Tâm tham to xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham to xá ly tà vô trợ. Tâm tham to xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân tha ưu hợp phân vô trợ. Tâm sân tha ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si tha xá hợp hoài nghi. Tâm si tha xá hợp phóng dật. Tâm vô chia làm hai, tâm vô nhân. Tâm di tác vô nhân, tâm quả nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm khang ngũ môn thọ xả, tâm khang y môn thọ xả, tâm cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ con cảm ơn.
cô Kim Nhung ạ. Dạ con dự pháp con xin xuống đi. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ con thấy thầy kinh đã tràn. Bây giờ là 29 phút rồi. Thành ra con xin kính thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh thầy kinh lên để dạy cho chúng con buổi học tối hôm nay. Thầy, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng và xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo, 1, 2, 3. Rõ không? Ok. Dạ, rồi, hôm nay chúng ta bước vào bài học mới. Kỳ trước là mình học hết phần gì quên. Tâm sở giới phần ha, giờ qua tâm sở vô lượng Phật. Vô lượng Phật. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng ta cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là mình đọc kệ Bali 38 hạnh phúc. Thứ hai là chúng ta vô bài học. Và phần thứ ba là có vài câu lố vui, có thưởng. Thưởng, không biết thưởng gì. Quý vị muốn thưởng gì, thưởng bông hay là thưởng thường dịch lộn nè. Chắc thưởng dịch lộn. Tính ok. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình chúng ta bằng đúng giờ ha vô. Thì trước khi vào học thì chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấn Tắc. Samanta Chakavalesu Atragachantu Devata Sattamang Murirachansa Sunantu Sagamakkhadang Sammat Savanakalo Ayam Padanta Sammat Savanakalo Ayam Padanta Sammat Savanakalo Ayam Padanta. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sama Sambuddhamattulang Sasattham Maganuttamang Apivadiyapasissang Apithammattasangkhang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô sắc, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Dạ, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangkhaya. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình chúng ta bắt đầu bằng kệ Bali và bắt đầu hạnh phúc ha. Phần đầu mình đọc theo dòng, thứ hai chúng ta đọc theo dòng kệ. Rồi, rồi xin mời quý vị quan hỷ lên thì này cho điểm nha, ráng đọc cho anh cho điểm nha. Xin chúc Nam mô Bích Thai Giá. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm đọc bài trước chúng con ạ. À. Con xin kính thỉnh sư. Dạ, mô Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Sư Xuân Phong đọc trước nhé. 38 kinh 38 pháp hạnh phúc arati virati ba ba macchapana cha sanyano appamado cha dhamme su e t
tăng măng ga la mút ta măng xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thừa. Avoidance of all evil, abstinence from all alcohol, non-recklessness, intense concern dhamma, highest happiness. Yeah, một Phật sư đã đọc xong rồi, mời mời vị kế tiếp nha. À, Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ, con xin kính xin chuyển có thể sửa cái câu số 6 là Arati, quý Rati Papa. Em sai hai cái phần trường âm, cái chữ Arati với quý Rati chứ không phải là Arati với quý Rati nha em. Dạ, sa thú, con xin kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, nguyên như xin kính đọc bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. A rati quý rati pa pa mắt cha bà nà cha sàn nhá mồ ấp ba mà đồ cha thầm mê su e bằng măng gá lá mút ta măng xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-recklessness in things concerning dhamma, highest happiness. Arati vi rati baba manchabana cha sanyamo Amba madu cha thamesu etamanga lamutamang. Dạ con xin dâng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Con Kim Nhung ạ. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đỉnh lễ quý sư, con kính lễ thầy kinh cùng các anh chị em ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Arati virati pa pa maccha pa na cha sanh nha mo appa ma do cha tham me su e tang mang gala mu ta xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Dạ con xin Arati vi rati pa pa maccha pa na sa cha sanh nha mo appa ma do cha tham me su e tang ma ga la mu ta mang. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mic ạ. Bác Mô Bích Thầy Giá, dạ mời Nguyên Trang, mời cho Nguyễn. Lớp mình hôm nay có 10 người mới nhiều, thành ra hơi mắc cỡ. Thành ra người nào mà gà nhà thì đọc trước nha, để đọc
đạo tràng quen. Ok, Nam Mô Bích Tha Giá, Nguyên Trang lên nha Nguyên Trang. Nam Mô Bích Thái Giá. Dạ Nguyên Như không nghe được anh Lý. Anh Lý có vô được cầm micro chưa anh? Dạ Nguyên Như xin mời anh ạ. À. Em xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính chào quý sư. Con xin đọc. Arati, arati, virati, papa, matapa, nachak, samyamo, apamado, chak, tamesu. Hệ tăng măng la mút tâm măng tả ly tâm niệm chế ngự không sai xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Ordinance of all evil, abstinence from alcohol, non-recklessness is thing, in things concerning dhamma, highest happiness. Dạ con xin hết. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính thỉnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con thỉnh lễ Sư Thanh Tâm, kính thỉnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Nhớ kể và tiếng Anh nha quý vị. Hơi nhỏ. Được chưa Châu Nguyễn? Dạ con kính thỉnh lễ Thầy Kinh. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Arati virati apa macchaba na chassanyamo appamado chathamme sue tang mangalamuttamang. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-relentlessness in things concerning dhamma, highest happiness. Arati vi rati papa Manchapana jasanyamu appamado jathammesu etang mala lamuttamang. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Con xin xuống mic ạ. Cô Trúc Nguyên ơi, cô lên đọc nha. Bà con ơi, ở đây trong lớp mình không à, không có sợ nha gà nhà không à. Ai cũng biết ai hết rồi nha. Dạ, abstinence. À, cái chỗ đó ghi có sai với lại chữ alcohol nữa. Dạ, nếu mà cho Nguyễn Sư được có thể sửa giùm nha. À, con xin mời đạo tràng ạ. À. Xong rồi cái mình tiếp tục học bài mới. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. À.
Dạ con xin kính chào sư và các bạn đạo. Con xin đọc Arati Virati Papa Machapana Chasang Apatamo Chatamesu Itang Mangala Mutamang. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-recklessness concerning dharma, highest happiness. Dạ con xin nhường lại cái Hello, dạ thì hữu chưa có cầm mic nha. À, khi mà mình cầm mic á, mình raise hand không bên tay trái rồi, thì mình ngay cái chỗ mà cái lằn nó sẽ là thằng lằn xanh, thì mình phải bấm vô cái chỗ đó nhưng mà nhớ đẩy lên nha. Khi mình đẩy lên thì mình mới hold cái mic lại, rồi mình nói xong thì mình bấm vô cái nút đỏ thì mình sẽ thả mic lại ha. Rồi đang xuống nha. Dạ, Minh Trang xin mời ạ. Dạ, con xin đọc và xin chào thầy và đạo tràng, mọi người có nghe không ạ? Dạ. Arati virati papa macchapana chasanya mo apamado chathamesu etang mangalamuttamang. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-restlessness in this concerning dharma, highest happiness. Dạ, con xin xuống ạ.
Dạ con kính sư thầy và quý vị trong đạo tràng. Mọi người có nghe? Kinh 38 Pháp Arati Varita Papa Machampana Kasanamo Pamado Ka Damesu Etamna Latutama Sālipam niệm ác, chế ngữ không say sưa, không phóng dật trong Pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-recklessness in things concerning Dharma, highest happiness. Con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, nguyện cho Nguyên Như Tín Hiệu Nguyễn hôm nay có đọc bài được không vậy em? Là em bị bận rồi. Cho Nguyên Như Tín Hiệu nha. Dạ, dạ, sa thú chị Nguyên Như nhường lại mic cho em nha. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Kinh 38 Hạnh Phúc. Arati Virati Papa Machapana Chasanyam Appamado Chathamme Sue Mangalamuttamang Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong Pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, no recklessness in things concerning Dharma, highest happiness. Arati rati papa machaba chanya mo ấm ba ma đô cho thăm mê su để tăng mang ga là muôn. Dạ thưa con xong mà con kính dân đạo tràng và dạ, cảm ơn Sít Nguyên Như ạ. Dạ thầy giờ là 9:52 con xin đạo tràng. Thầy có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con trong ngày hôm nay thưa thầy. Con xin dâng mic cho thầy ạ. Xà đấu xà đấu. À, hôm nay rất là hoan hỷ ha. Được rum cũng được nhiều vị lạ và chắc có lẽ mùa dịch này ai cũng ở nhà đấy nó chạy vô rồi à, rất là xa thú. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và khi mình đọc cái này quý vị nhớ đọc cái Bali xong tiếng Việt rồi tiếng Anh xong rồi cái kệ luôn á, chứ đừng có đọc thiếu trừ điểm á. Phải đọc kệ, nhớ cái kệ, mấy cái bài kệ này nó hay lắm, thì mình chỉ có mình đọc cho nó quen với cách kệ luôn ha. Arati viri rati baba panchabana chasanyamo abhamado chathamesu etamanga lamutta. À, dạ.
Rồi, kính thưa quý vị. Bắt đầu vô bài học mới ha, tiếp tục ha. Thì tiếp học là tâm sở giới phần xong. Giờ chúng ta bước tâm sở vô lượng phần. Ấp thành nhà giá trị ta sẽ khác. Cái này lấy cái chữ là tâm sở vô lượng phần áp ba ban nha giá trị ta xích. Rồi bây giờ mình lấy cái chữ áp ba ban nha giá ra ha. Áp ba ban nha giá là biến thể của cái áp ba mà ná. Áp ba ban nha là biến thể của cái chữ áp ba mà ná. Đó là cái nguyên cái chữ ấp bá man nhà giá là nó biến thể từ cái ấp bá ma ná. Ấp bá ma ná thì cái ấp bá ma ná này có nghĩa là không giới hạn. Ấp bá ma ná là không giới hạn. Không giới hạn. Yeah. Rồi bây giờ ráp nguyên cái nó có những cái căn gốc nó đi từ cái chữ này. Ấp ba mà ná tức là bằng chữ ná chữ ba mà ná là không đo lường, không đo lường. Cái chữ ba mà ná là đo lường, cái chữ ba mà ná này là đo lường. Mà ná cộng chữ ba mà ná là không ha, ná ba mà ná là không đo lường. À, tức là cái ý nghĩa của cái chữ mà ấp ba mà nà ấp mà nhà giá trị ta sẽ khá là tâm sở là không thể đo lường được và tâm sở vô lượng. Thì chúng ta mới dịch ra là tâm sở vô lượng phần và trị ta sẽ khá là tâm sở ba mà nhà giá là không đo lường được là vô lượng. À, thì như vậy dịch ra là nguyên một cái câu nguyên chữ đó là tâm sở vô lượng phần. À. Rồi nắm ý nghĩa những cái chữ đó trước là mình biết hai cái tâm sở này hôm nay mình học đó, nó cũng rất là trùng hợp với cái thời bây giờ ha. Bây giờ đang trong cái thời mà dịch corona thì hai cái tâm sở này chúng ta học nó cũng rất là ảnh hưởng tới cái thời hôm nay và chúng ta có thể ứng dụng liền trong cái đời sống này. Rồi xuống dòng ha, xong chưa? Rồi xuống dòng mình ghi là có ba thể loại vô lượng hai chấm. Có ba thể loại vô lượng. Một, pháp vô lượng. Hai, phương hướng vô lượng. Và chúng sanh vô lượng. Chúng sanh vô lượng. Đó là ba cái thể loại mà được xếp vô. Trong chú giải là xếp thành ba cái thể loại vô lượng. Thứ nhất là pháp vô lượng. Tức là rất là nhiều cái pháp mà vô lượng đủ thứ loại ha. Pháp lục đế, pháp chân đế, rồi pháp này, pháp kia. Đủ thứ các loại pháp không thể nào lường được. Thì như vậy được gọi là pháp vô lượng. À, còn phương hướng vô lượng vậy, đông tây nam bắc trên dưới dài rộng ngang gần đủ thứ, nó rất là nhiều thứ, nhiều loại, nhiều cái hướng mà chúng ta cũng không thể định được. Chẳng hạn như giờ cái để đi đến một cái cõi sắc giới, vô sắc giới hoặc là cõi địa ngục này kia thì những cái hướng đó được nhưng thế nào chúng ta biết được nằm ở hướng nào. À, những cái phương hướng mà rất là vô lượng mà chúng ta khó biết được, hoặc là chúng sanh vô lượng. Sanh thì vô thứ loại, đủ thứ hàng loại, rất là nhiều, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cái cõi này nó chứa không biết bao nhiêu là loại chúng sanh, nó được gọi là thể loại vô lượng, pháp vô lượng, phương hướng vô lượng và chúng sanh vô lượng. Rồi bây giờ xuống dòng đặc tính của cái chữ ấp ba mà ná, đặc tính ấp ba mà ná,
Appamana là không có đo lường được, là vô lượng đó. Đặc tính Appamana. Có nghĩa là đặc tính Appamana là có đối tượng là vô lượng chúng sinh. Có đối tượng là vô lượng chúng sinh. Phải nghĩa là không phân biệt, không giới hạn chúng sanh hạng loại nào, không phân biệt, không giới hạn sanh hạng loại nào. À, tức là cái đặc tính của cái sự mà vô lượng phần này đó, của cái sự vô lượng phần này, tức là có cái đối tượng là vô lượng chúng sanh, tức là không có giới hạn, mà không có phân biệt, không có giới hạn, không có giới hạn là người hay là trời hay là giới hạn một chúng sanh nào, mà tất cả đủ các loại chúng sanh, đúng không sanh. Thì như vậy cái ý nghĩa của cái chữ mà ấp và ấp na là có nghĩa là đối tượng là không thể tính được, bất kỳ chúng sanh nào, không có giới hạn, chúng sanh không phân biệt hạng loại hết. Đó là đặc tính của cái chữ vô lượng. Rồi tâm sở vô lượng phần ha, có hai tâm sở, thì chúng ta ghi là có hai tâm sở, hai chấm. Hai tâm sở. Một là bi karuna, ná thì phải má nè, chỉ karuna. Cái này ghi đặt rồi, karuna. Karuna, hai là hỷ, mudita, đây, chữ đó ghi lại chính xác rồi. Karuna, bi, tùy hỷ là mudita. Bi tùy hỷ, một là bi karuna, hai tùy hỷ là mudita. Rồi như vậy trong cái tâm sở vô ra có được hai loại tâm sở, một là tâm sở bi karuna, hai là tâm sở tùy hỷ mudita. Rồi xuống dòng bi tâm sở karuna che tasika, bi tâm sở karuna che tasika, bi tâm sở này nó từ cái chữ cá cộng una, thì nó bằng ra chữ karuna, thì có nghĩa là lòng trắc ẩn, lòng bi mẫn, lòng trắc ẩn, lòng bi mẫn. Lòng trắc ẩn, lòng bi mẫn. Phải xuống dòng mình đã có thể đo dòng ha. Làm rung động trái tim tốt đẹp, ghi kỹ nè, làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác, làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác, gọi là karuna. Làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ chân khác là karuna. Rồi thì như vậy cái ý nghĩa của cái tâm sở karuna này đó, nó là một cái loại tâm sở mà nó qua một cái đối tượng chúng sanh đang đau khổ, chúng sanh đang chịu đau khổ, đang chịu những cái sự mà uất ức, quẫn ức theo những sự đau khổ, thì cái đối tượng này nó sẽ làm cho rung động một cái trái tim, tức là rung động một cái trạng thái tâm tốt đẹp, tâm tốt đẹp chứ không phải làm cho rung động tâm sân,
À, khi mình thấy một cái đối tượng mà đau khổ mà mình khởi lên một cái sự lòng trắc ẩn, mình đau khổ, thấy sự đau khổ sanh đó, thì lúc đó chúng ta đang có cái tâm bi. Còn nếu mà mình ghê sợ, mình thấy chúng sanh chẳng hạn nhìn thấy người nghèo, người cùi đuối, sức mẻ, bệnh hoạn, thì mình, khi mình thấy mình khởi cái sự mà giống như mình sợ hãi, thì lúc đó chúng ta đang khởi lên tâm sân chứ không phải là tâm bi này. À, mình phải để ý cho rõ ràng ha. Thì như vậy cái đối tượng đau khổ, nếu mà chúng ta không có biết khéo tác ý, thì chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái tâm là ghê sợ, là rơi vào trong trạng thái bất thiện, nó không phải là một loại trái tim tốt đẹp nữa. À, cho nên đây là tâm sở bi này, là phải là một cái loại tâm, là tâm sở này nó phù hợp để nó làm một cái công việc tốt đẹp, một cái công việc thiên, một cái công việc là đem đến cái sự mà là an vui cho chính mình và cho người khác. Thì như vậy mới gọi là bi karuna về tất cả. Thấy chưa? Rồi xuống dòng nghĩa 2 chấm. Thứ ý nghĩa. Một trạng thái, hai chấm. Một trạng thái, hai như mình mới vô rồi mang. Một trạng thái, mong muốn chúng sinh thoát khổ. Mong muốn chúng sinh thoát khổ. Phải. Mong muốn chúng sinh thoát khổ. Phải cái này. Cách muốn bài trừ sự đau khổ của chúng sanh. Cách muốn bài trừ sự đau khổ của chúng sanh. À, tức là cái trạng thái của cái tâm sở bi này là nó có một cái trạng thái là mong muốn cho những cái chúng sanh nào đang đau khổ đó, muốn cho những chúng sanh đó được thoát ra khỏi sự đau khổ đó, hoặc là nó muốn bài trừ cái sự đau khổ của chúng sanh đó. À, đó được gọi là cái trạng thái của cái tâm sở bi này. Rồi số 2, phận sự. Phận sự. Không đựng nổi chúng sanh đau khổ. Không chịu đựng nổi khi thấy chúng sinh đau khổ. Chấm. Chấm nghe. Rồi. Không thể làm ngơ trước sự đau khổ của chúng sinh khác. Không thể làm ngơ trước sự đau khổ của chúng sinh khác. À, tức là cái phận sự của cái tâm sở bi này là nó là một cái tác động mà nó không làm, nó không thấy một người chúng sanh đau khổ, nó không có chịu đựng được, không, nó cảm thấy là thương xót chúng sanh đó. À, hoặc là nó không có thể làm ngơ, thấy một chúng sanh đau khổ, nó, cái tâm mình khó chịu, phải nghĩ là mình rất là đau khổ với chúng sanh đó. À, mình nghĩ tìm cách mình cứu chúng sanh đó. À, cho nên đó là cái phận sự của cái tâm sở bi này. Mà coi vậy chứ rất là khó. Vì mình thấy người nào đó thì thường là người này kia là bệnh hoạn hay là những cái chuyện gì đó thì mình hay làm lơ. À, thì thường cái tâm mình hay lơ thì đó, cho nên không thể làm ngơ trước sự đau khổ của chúng sanh trên gác, là cái chỗ cái phần sự của tâm bi này nó muốn làm việc như vậy. Rồi số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu. Có lòng trắc ẩn. Có lòng trắc ẩn. Có lòng trắc ẩn. Chấm. Không ép uổng chúng sanh khác. Chấm. Không ép uổng chúng sanh khác là một ý nghĩa nữa. Là cái sự thành tựu của tâm sở bi này là nó có lòng trắc ẩn, nó có lòng thương xót chúng sanh,
và nó không bao giờ có cái sự mà muốn ép uổng chúng sanh khác để mà phải bị trong cái sự đau khổ. Cho nên đó là sự thành tựu của cái tâm sở bi này. Rồi số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Gặp những chúng sanh đau khổ. Gặp những chúng sanh đau khổ. Tức là cái nguyên nhân cần thiết, nguyên nhân gần, nguyên nhân gần nhất của nó, tức là nguyên nhân gần hay là nguyên nhân cần thiết, tức là phải có cái chúng sanh đau khổ xuất hiện thì cái tâm bi nó mới sanh khởi được. Cho nên đối tượng của cái tâm sở bi này là có chúng sanh đau khổ, nó khác với tâm từ. Tâm từ là đối tượng của tất cả những chúng sanh, từ là yêu thương tất cả mọi chúng sanh, không phân biệt già trẻ lớn bé, hay là không phân biệt trai gái kẻ thù người dân. Còn đối tượng của cái tâm bi này là phải có chúng sanh đang đau khổ thì tâm bi nó mới sanh khởi được. Cho nên cái nhân cần thiết, nhân gần của cái tâm bi là có chúng sanh đang đau khổ. Đó là tứ ý nghĩa của cái tâm sở bi. Rồi xuống dòng có hai loại cặp khổ. Có hai loại cặp khổ, hai chấm. Một, cặp một. Khổ hiện tại, tương lai. Cặp hai, khổ vật chất cộng tinh thần. À, tức là ta phân được là có hai loại cặp khổ, tức là khổ về thời, về thời gian, là khổ về thời đó, là hiện tại và thời tương lai. Tức là ngay trong hiện tại người đó đang bị đau khổ và tương lai cũng bị đau khổ. Thì như vậy đó là cặp khổ thứ nhất. Và cặp thứ hai là khổ về vật chất, là nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ, mà khổ luôn cả tinh thần. Nghèo khổ rồi sanh ra đủ thứ chuyện đau khổ. Thì như vậy cặp một khổ hiện tại và tương lai, cặp hai khổ vật chất và khổ tinh thần. Thì khi mà đối với hai loại cặp khổ này thì một người có tâm bi là người luôn mong muốn cho tất cả những chúng sanh có những cái loại khổ này luôn được thoát ra khỏi những sự đau khổ đó. Mình không bao giờ mình muốn nhìn thấy chúng sanh đang bệnh hoạn, đang đau khổ, hoặc là tương lai họ sẽ bị những cái sự mà thống khổ dài bị dày vò không, hoặc là trong cái đời sống hiện tại mình thấy không muốn cho họ có những sự khổ về vật chất hoặc là khổ về tinh thần. Và với người có tâm bi là người có một cái tâm luôn luôn là muốn cho tất cả mọi chúng sanh được thoát khỏi những cái sự đau khổ này. Thì như vậy đó là cái sự mong muốn của cái tâm bi đạt tới một cái mức độ rất là vô lượng, rất là cao. Rồi xuống dòng, kẻ thù của bi có hai loại. Kẻ thù của bi có hai loại. Một, trực tiếp, hai chấm. Trực tiếp. Hai chấm. Sự tàn bạo. Phải. Phẫn nộ. Phải. Sự tàn bạo, sự phẫn nộ của người đang hành hạ. Sự tàn bạo, sự phẫn nộ của người đang hành hạ, đó là cái kẻ thù trực tiếp của tâm bi, và nó là trực tiếp người đang hành hạ chúng sanh đang đau khổ thì đó là kẻ thù trực tiếp của tâm bi. Thứ hai, gián tiếp, hai chấm. Sự phiền muộn, sự phiền muộn sanh. Sự phiền muộn sanh khởi đi, cho nó đầy đủ. Sự phiền muộn sanh khởi khi không thể giúp chúng sanh đang bị đau khổ. Sự phiền muộn sanh khởi
khi không thể giúp chúng sanh đang bị đau khổ. Đó, tức là cái kẻ thù gián tiếp của cái tâm sở bi này, tức là sự phiền muộn của cái tâm của mình. Khi mình không thể nào mình thấy chúng sanh nó đau khổ, mình không có giúp được, còn cái tâm mình nó sanh ra phiền muộn, sanh ra bức xúc, khó chịu, thì chính cái sự phiền muộn, sự khó chịu do mình không thể giúp được chúng sanh đang bị đau khổ đó, nó lại là kẻ thù của tâm bi. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết thật rõ. Khi mà mình thấy chúng sanh đang đau khổ, mặc dù mình không thể giúp được đó, thì mình cũng cố gắng đừng để cho cái sự phiền muộn nó xâm nhập, nó phá đi cái tâm bi của mình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết kẻ thù của bi nó có hai loại như vậy. Rồi xuống dòng, bi phối hợp với thọ. Và cảm giác á, bi phối hợp với thọ. Xuống dòng, gạch ra dòng nhé. Bi thường sanh chung với thọ xả. Bi thường sanh chung với thọ xả. Nếu không như lý tắc ý, sẽ sanh thọ ưu. Bi thường sanh chung với thọ xả, nếu không như lý tắc ý sẽ sanh thọ ưu. Tức là sao? Tức là cái tâm sở bi nó, khi nó sanh trong những cái tâm thiện á, thì nó sanh chung với thọ xả. Nhưng mà nếu mà mình không khéo tắc ý, mình không có hiểu biết, mình không có học vị vi pháp đi hẳn, mình không biết, hoặc là mình không có cái mà nhạy bén để mà tắc ý cho nó hướng thiện á, thì từ cái thọ, từ cái thọ xả này nó biến qua thọ ưu. Tức là mình thay vì mình giữ tâm mình được là ở trong thiện pháp, nhưng mà tâm mình nó nhảy vào thọ ưu, tức là rơi vào trong trạng thái tâm và phiền muộn, hoặc là rơi vào trong cái trạng thái tâm sân. Thì như vậy nếu mình không khéo thì từ cái thiện nó biến trở thành bất thiện. Đây là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề mà như lý tắc ý là cả một cái, giống như là được nói là một cái nghệ thuật tu tập, một cái nghệ thuật là để chuyển tâm từ bất thiện sang thiện. Còn mình nếu không khéo thì từ bất thiện, từ thiện trở thành bất thiện. Cho nên đây là chúng ta phải để ý là Yoniso Manasika đó, là như lý tắc ý Đức Phật thường là phải khéo léo tắc ý, phải luôn luôn và đặt tâm mình cho nó đúng hướng, đặt tâm mình đúng pháp thì nó sẽ trở thành thiện. Nếu mình đặt không khéo, đặt không đúng, mình phi như lý tắc ý thì nó sẽ đưa đến bất thiện. Cho nên tâm bi cũng vậy, khi mà nó sanh lên thì nó được sanh chung với thọ xả, nhưng mà nếu không thì mình không khéo thì nó sanh với thổ, nó đưa qua cái phiền muộn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái nữa. Bi sanh chung với thọ hỷ. Bi sanh chung với thọ hỷ. Chỉ khi thấy chúng sanh, bi sanh chung với thọ hỷ. Chỉ khi thấy chúng sanh thoát được sự khổ hành hạ, dày vò tàn khốc .. Bi sanh chung với thọ hỷ. Chỉ khi thấy chúng sanh thoát được sự khổ hành hạ, dày vò và tàn khốc. Đó, tức là cái tâm sở bi này, khi mà nó sanh với cái thọ hỷ rồi đó, tức là sanh với những cái tâm thiện thủy rồi đó, thì nó chỉ khi nào nó sanh với thọ hỷ, chỉ nào mà nó thấy được chúng sanh, giống như bây giờ mình thấy được một người nào đó, một người thân nào của mình, hoặc là một người bạn nào của mình bị cái corona đi, thì mình thấy họ đau khổ, mình khởi lên cái lòng bi thương xót. Và khi mình thấy họ được cái kết quả là họ là thoát được cái cơn bệnh này, thì lòng mình nó hoan hỷ. Thì lúc đó cái tâm bi mình lúc đó nó sanh trong cái thuộc về thiền, có cái thọ hỷ, vì mà chúng sanh được thoát khỏi cái cơn đau khổ và giải thoát này. Thì cho nên đây là cái cảm thọ nó đi theo bi sanh chung với những cái thọ hỷ, thì nó sẽ đưa đến một cái sự mà mình thấy được cái chúng sanh thoát ra được, vượt ra được khỏi cái cơn đau khổ.
Đó là cái sự phối hợp giữa bi, phối hợp với thọ là như vậy. Rồi, xuống dòng những điều cần nhớ. Những điều cần nhớ xuống dòng. Có mặt trong tám tâm đại thiện dục giới. Phải. Tám duy tác dục giới. Phải. Mười hai thiện sắc giới. 12 thiện sắc giới. 12 thiện sắc giới hỷ đó, phải hỷ từ ngũ thiền ra. 12 thiện sắc giới từ ngũ thiền là biết là không? Rồi, tức là nó có mặt trong 8 tâm đại thiện dục giới. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Quý vị mà đọc chi pháp thì mình sẽ thấy đó. Thì cái tâm bi nó có mặt trong 8 tâm đại thiện dục giới này, nó có thể sanh khởi lên một trong 8 đại thiện dục giới này, hoặc là 8 tâm duy tác dục giới, tức là 8 tâm của vị A-la-hán, hoặc là nó trong những cái tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà ngũ thiền thì không có, bởi vì ngũ thiền thuộc về thọ xả, mà ngũ thiền này không có trong cái đề mục tứ luận tâm luyện lên được tới ngũ thiền được, tới tứ thiền thôi. Thì như vậy có mặt trong tất cả là 28 tâm, là 8 đại thiện, 8 duy tác và 12 tâm sắc giới. Rồi xuống dòng, rồi dòng đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo. Đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo cộng 13 tà tha. Đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo cộng 13 tà tha. Ở đây là mình chỉ nói chung ha, tức là mình nói chung chung thôi, không có phân riêng ra. Khi nào mình học tới tâm tâm sở đồng sanh với tâm, hay là tâm đồng sanh với tâm đó, điều đó mình sẽ phân kỹ ra hơn, phân rõ ra. Đây là nói chung như vậy. Rồi xuống dòng 24 tâm sở tình hảo và 13 tà tha, đúng rồi đó. Rồi xuống dòng hiệp với tánh thiện và vô ký. Hiệp với tánh thiện và vô ký. Hợp với thiện và hoặc là tánh vô ký. Thuộc giống quả và di tác. Thuộc giống thiện, quả và di tác. Tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi, xa thấu. Rồi, làm bốn công việc. Làm bốn công việc: tục sinh, hậu kiếp, tử và động tóc. Tục sinh, hậu kiếp, tử và động tóc. Tương ưng với anh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, tức là những cái điều này chúng ta cần phải ghi nhận ha. Tức là tâm bi nó có mặt trong 8 đại thiện dục giới, 8 di tác giới, 12 tâm sắc giới. Hỷ, rồi đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo thôi. Với bất thiện thì không có, 24 tâm sở tình hảo cộng 13 tờ tha. Thể tánh thiện và vô ký, chứ nó không có hợp với tánh bất thiện.
với thể thiện và vô ký, bởi vì nó thuộc về thiện pháp, nó thuộc về giống, tức là căn giống của nó, thì nó thuộc về giống quen, một thể giống quả và giống di tác, tương ưng với hai thọ hỷ và xả. Nó chỉ có hỷ và xả thôi, chứ nó không có tương ưng với thọ ưu hoặc là thọ khổ, nó không có tương ưng với những thọ đó. Đồng sanh với ba nhân thiện, ở đây là nói chung ha, nó đồng sanh với ba nhân thiện. Ví dụ như trong những cái tâm thiện mà hợp trí thì nó đầy đủ ba nhân thiện, nhưng mà trong tâm thiện mà ly trí thì chỉ có hai nhân. Nhưng mà đây mình lấy chung, nói số chung là đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi làm bốn công việc, tức là làm bốn cái phận sự đó, đó là phận sự tục sinh, hậu kiếp, tử và động tốc. Tức là tại sao? Bởi vì khi mà một người mà tu thiền về cái tâm tâm bi đó, họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì khi họ đắc xong, khi họ chết, họ tử, thì cái tâm sơ thiền nó trở thành tâm quả để làm việc tục sinh. Tâm quả sơ thiền cho tục sinh làm phạm thiên sắc giới, làm những phạm thiên của sắc giới, sanh nhị tam tứ, sanh lên của sắc giới, làm việc tục sinh. Mà khi mà một cái tâm mà làm một cái phận sự là tục sinh, cái sanh nó làm tục sinh thì nó trở thành một cái tâm hộ kiếp luôn, là trở thành một cái loại tâm để mà gìn giữ kiếp sống, được gọi là hộ kiếp, hộ trì kiếp sống. Thì cái tâm tục sinh nó trở, nó làm phận sự tục sinh xong rồi nó nhảy qua nó làm cái phận sự là hộ kiếp, để nó gìn giữ kiếp sống cho đến khi giờ phút cuối cùng, thì nó nhảy qua tử, thì nó làm luôn việc tử luôn. Thì như vậy cái tâm mà tục sinh nó vừa làm cả ba công việc luôn, vừa làm tục sinh xong làm hộ kiếp và nó tử cũng tâm đó luôn. Thì như vậy tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, cho nên vậy. Nhưng mà tử tâm nào thì không phải nha, để cái này chừng mình lộn xộn ha. Thì khi mà tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, rồi đó là tục sinh, hậu kiếp tử, nó làm ba công việc. Và công việc động tốc tức là trong đời sống bình nhật, ví dụ như mình khởi tâm trong đời sống bình nhật thì nó làm cái công việc là động tốc, tức là công việc thuộc về cháo đá và những la tâm động tốc, thì nó làm được bốn công việc: tục sinh, hậu kiếp, tử và động tốc. Rồi tương ưng với bốn danh quẩn, thọ tưởng hành thức quẩn, tương ưng với bốn danh quẩn đó, bất tương ưng sắc quẩn, bởi vì nó thuộc danh pháp. Rồi đó là chúng ta học xong cái tâm sở bi. Rồi tâm sở thứ hai là tâm sở tùy hỷ, mudita che ta sĩ khác. Nắm được không vậy? Nắm được ý bài không? Alo. Nắm được cho biết, cho bông lên đây. Ok ha, dễ ủi nha, nó có gì đâu khó ha. Dạ. Ủi. Rồi, tới tâm sở tùy hỷ, mudita che ta sĩ khác. Thì cái tâm sở tùy hỷ là cái chữ mudita, nó căn từ chữ mút, chữ này nè, chữ mút. Nó từ chữ mút đó, tức là quan hỷ bằng lòng. Cái chữ mút đó nó có ý nghĩa là quan hỷ bằng lòng. Quan hỷ bằng lòng. Đúng rồi. Rồi xuống nguyên chữ luôn. Mudita. Tùy hỷ. Phải. Tùy hỷ. Phải. Trạng thái vui vẻ. Hoan hỷ. Trước cái đẹp, cái tốt. Phải. Niềm hạnh phúc của người khác. Trạng tùy hỷ là phải cái trạng thái vui vẻ, hoan hỷ trước cái đẹp, cái tốt, phải niềm hạnh phúc của người khác. Rồi, tức là ý nghĩa của cái tâm sở tùy hỷ này, đó là một cái loại mà tâm sở nó mang một cái trạng thái là vui vẻ, hoan hỷ, luôn cảm thấy là phấn khởi trước cái đẹp của người ta, trước cái tốt của người ta. Chẳng hạn như mình
chẳng hạn như giờ Châu Nguyễn thấy Nguyên Như đẹp thì mình hoan hỷ với cái đẹp của Nguyên Như, hoặc là thấy Nguyên Trang là hiền lành dễ thương mình hoan hỷ với cái hiền lành đó, hoặc là thấy được hạnh phúc an lạc thì mình hoan hỷ với cái điều đó. Thì như vậy lúc đó mình có khởi một cái sự hoan hỷ với cái đẹp, cái tốt, cái hạnh phúc của người khác, lúc đó chúng ta đang có được một cái trạng thái tâm được gọi là tâm sở tùy hỷ, là mudita. Mà cái này rất là khó, mình nói thì dễ mà khó. Thấy cô nó đẹp hơn tự nhiên cái tâm ganh tị nổi lên, nó đẹp đẹp gì ha, có thấy người ta giàu mình cái tâm mình khó chịu, nó ganh tị. Thấy người ta đi xe Lexus mình đi Toyota, cái mình thấy người ta đi Lexus mình ganh tị. Thì như vậy cái tâm sở tùy hỷ này nó khó phát sanh, thấy nó dễ mà nó rất là khó. Mình thấy người ta hơn mình thì khó chịu thấy người ta đẹp hơn mình, tốt hơn mình, giàu hơn mình, sang hơn mình, tâm mình khó chịu lắm. Hoặc là thấy người ta học giỏi hơn mình, thấy chẳng hạn như thấy người ta vô đây học Bali người ta nói ào ào, hoặc là thấy người ta hiểu pháp hơn mình thì tâm mình ganh tị, tâm mình khó chịu, bực bội. Thì như vậy đây là một cái mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái để ý cái tâm mình. Mình quán cái tâm mình suy xét cái tâm mình, khi đụng thực tế, đụng cái chuyện hiện tại đó, khi mình đụng cảnh đó, thì lúc đó mình phải quán cái tâm mình. Nếu mà cái tâm mình nó có khởi lên cái sự ganh tị đó, mình phải chánh niệm tỉnh giác liền, kính thưa nha quý vị. Chứ không thôi khởi lên cái tâm ganh tị là mệt lắm, nó khởi lẹ lắm. Tại vì cái tâm mà quý vị cứ tưởng tượng như Đức Phật một cái khải móng tay đó, Đức Phật dạy là chúng ta một cái mình để cái để mình búng cái đó, hàng tỷ sắc na tâm nó sanh diệt. Thì chúng ta cứ tưởng tượng nổi là khi mà mình thấy đối tượng thì cái tâm mình nó làm cái rẹt cái, thì chúng ta đã được hàng triệu 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 tỷ cái lỗ tâm nó sanh được khỏi rồi. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái này, đừng để cái tâm mình nó khởi lên những cái trạng thái tâm đó. Bởi vì nó khởi lên được là nó làm liên tục rồi chứ nó không ngưng. Cho nên mình phải luôn luôn phải đề phòng cảnh giác cái này. Khi mình có học rồi mình mới để ý được, mình hiểu được ở hồn thì cái tâm này nó vậy đó. Thì mình thấy chẳng hạn như thấy Kim Dung giỏi quá, vừa thấy giỏi mình ganh tị liền. Nhưng mà khi mà cái tâm ganh tị nó khởi lên mình ngưng liền nha, mình quay là mình nhìn cái trạng thái tâm nó liền. Chứ nếu mình không nhìn nó làm nữa, nó làm liên tục, nó vẽ đủ thứ vậy. Cho nên đó, cái điều mà chúng ta muốn tu tập mình phải thấy được cái trạng thái tâm một cách rõ ràng. Tức là người nào có được cái sự quân tập về cái Vipassana đó thường xuyên á, thì mình rất là dễ thấy. Còn người không có thì rất là khó, bởi vì nó lẹ lắm, cái tâm mình khủng khiếp lắm bây giờ. Cho nên khi mình học vi pháp được cái là mình biết được những cái điều này, mình thấy được một cái trạng thái tâm này đó nó sanh lên như vậy, nó thấy đối tượng mà đẹp hơn mình thì nó sẽ sanh ra cái sự ganh ghét, sanh sự ganh tị. Cho nên mình phải yoniso manasikara, hoặc là gọi là chánh niệm tỉnh giác, quán sát cái trạng thái tâm mình để cho nó trở thành quan hỷ với cái đẹp, cái tốt, hạnh phúc người khác. Thì như vậy chúng ta mới có được cái sự mà mudita, là tùy hỷ với phước người khác. Đó là cái vấn đề mà chỉ cần cái ý nghĩa này thôi mà chúng ta đã có được cái sự tu tập liền ngay trong đời sống hiện tại. Mà mình có được rồi đó thì phước vô lượng như vậy. Và đây là cái tâm mà thuộc về vô lượng, mình có được, mình làm được, tâm mình trở nên rất là tốt đẹp, nhân lành rất là tốt. Đó rất là xa thú trong vấn đề này. Nếu không khéo nhưng mà khó làm được lắm, rất khó. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái vui theo quả phúc của chúng sanh, mở ngoặc không phân biệt, mở ngoặc vui theo quả phúc của chúng sanh, mở ngoặc không phân biệt, mở ngoặc. Tức là cái trạng thái của cái tâm sở này là vui theo quả phúc của chúng sanh đó, tức là chúng sanh nó được này kia, được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc, thì mình vui theo, và cái trạng thái tâm nó làm cho phấn khởi sự vui theo quả phúc người đó. Rồi số 2, phận sự không ganh tị với người khác. Phận sự không ganh tị với người khác, đây chính là cái chỗ này đây. Cái phận sự của cái tâm sở tùy hỷ này là nó không có ganh tị với người khác. Nếu người đó có đang hưởng hạnh phúc hay gì đó, mình cũng không được ganh tị, mà phải vui cho hạnh phúc của người khác.
à, chứ không là thôi là khổ đời. Chúng ta nói thiệt, ngay cả trong về tu tập hành thiền thì mình nói chuyện về thiền mình cũng đã có sự ganh tị ở đây rồi, vô ngồi thiền thấy người ta ngồi lâu hơn mình cũng bực, à, ganh tị với người đó, à, thấy người ta có được, thấy người ta đi kinh hành siêng năng tinh tấn thấy cũng khởi sanh tâm ganh tị, cũng bực bội. À, cho nên nếu mình không khéo, giờ mình có tu cỡ nào đi nữa thì cũng là giống như nấu cát thành cơm. À, cho nên khi chúng ta biết được sự thật, chúng ta đây là cái phước lớn của chúng ta biết được, do nhờ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để lại, chúng ta biết được cái sự thật này. Và nhờ mình biết được vậy đó, mình chỉ cần mình lái cái tâm mình cái thôi là nó từ cái đen nó thành cái trắng liền. À, đó là cái tuyệt vời của cái giáo pháp. Nếu chúng ta không biết thì mình thấy khó lắm. Ồ, khó khăn mà tu khó mà ngồi thiền đau lưng nhức mỏi đủ thứ vậy, ngồi quản thế vậy, tại vì mình làm mình không có tác ý đúng pháp, à, mình không có vô đi sô mà nó sẽ ca đó thì sao tu, à, cứ tưởng mình ngồi lâu mình ngon, à, mình ngồi đó cái mình ngồi lâu hơn người khác cái mình thỏa mãn thì luôn cái ngã mạn mình phát sinh, thì cuối cùng mình tu bằng pháp bất thiện. À, không biết quý vị khó bị cái đó không, như mình ngồi mình thấy người cái bên mình ngồi mới vừa gì hết mà đã xả rồi, mình còn lâu hơn cái mình cảm thấy mình đã cảm thấy mình nếu mình ngon hơn người đó lại rơi vô bất thiện, hoặc thấy người ta ngồi lâu mình thua người ta, mình tức mình ganh tị người đó, thì như vậy mình tu kiểu mình thì thôi nó kiểu mình thôi rồi, biết chừng nào rồi. Có chứ, à, có rồi, có được mà xa thú đó. Tức là mình thấy được vậy là mình hay rồi đó, là mình có sự phản tỉnh đó, sự mà quan sát để mình thấy được cái pháp nó một cách rõ ràng, à, thì đây là một cái phước của mình. Có nhiều người ta không thấy được cái gì, không thấy được cái điều này đó, à, cho nên chúng ta học được cái video pháp này nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái công cuộc mà tu tập về hành thiền, à, rất là tốt. Rồi xuống dòng số 3 là sự thành tựu. Kỹ chưa, ho gà gặp ho không? Corona luôn, nghe tiêu luôn. Sự thành tựu. Ủa, Châu Nguyễn nói tiêu rồi. Sự thành tựu. Rồi. Hài lòng với sự tiến hóa. Hài lòng với sự tiến hóa. Sự hạnh phúc của chúng sanh khác. Hài lòng với sự tiến hóa, sự hạnh phúc của chúng sanh khác. Đó, tức là cái sự thành tựu của cái tâm sở tùy hỷ này, tức là nó được hài lòng, thỏa khi thấy được chúng sanh nó được hạnh phúc, có sự tiến hóa, được có cái sự mà tốt đẹp, được những cái quả lành này kia, là mình hài lòng, mình vui thích chứ đó. À, đó là cái sự thành tựu của nó. Khi nào chúng ta có được cái này là chúng ta đã có được cái tâm tùy hỷ, cái tâm hỷ thuộc về một trong tứ vô lượng tâm. À, mình có được cái này là thật sự là đại phúc của mình ha. À, nếu mình làm được điều này mà làm thường xuyên thì chúng ta sẽ rất là được nhiều lợi lạc. Rồi xuống dòng số 4, nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Là nhận thấy chúng sanh tạo và hưởng hạnh phúc. Nhận thấy chúng sanh tạo và hưởng hạnh phúc. Nhận thấy chúng sanh tạo và hưởng hạnh phúc. Hoặc thấy biết có chúng sanh thành đạt. Nhận thấy chúng sanh tạo và hưởng hạnh phúc. Rồi, tức là cái nhân cần thiết của nó, cái nhân gần nhất của nó để tâm tùy hỷ này phát sanh được đó, là phải có chúng sanh, tức là phải thấy có chúng sanh đó đang tạo phước, à, hoặc là chúng sanh nó đang hưởng được cái hạnh phúc, à, thì mình mới phát sanh được cái tâm tùy hỷ này được. Hoặc là mình thấy biết có chúng sanh nó đang thành đạt, đang được những cái điều mà tốt đẹp, những cái điều tốt lành, thì đó là cái nguyên nhân để gần nhất để làm cho cái tâm tùy hỷ này được phát sanh.
chứ nếu không có thì cái tâm địa hỷ nó không phát sanh được. Cái gì cũng phải có cái đối tượng của nó, chứ không phải là tự nhiên nó khởi là được. Bất cứ một cái loại tâm nào cũng phải có cái cảnh nó để nó mới sanh khởi được. Vì vậy cái nhân cần thiết là mình thấy được những cái chúng sanh đang tạo phước. Chẳng hạn như vậy, vô chùa mình thấy người đang làm phước, bà nó là đại thí chủ và cúng dường phước, thì mình thấy người đó mình hoan hỷ, mình khởi được cái tâm hoan hỷ, mình vui với hạnh, mà vui thiệt nha, chứ không phải vui ngoài miệng nha quý vị. Là mình phải vui từ trong cái tim mình nó đàng hoàng, trong tâm mình nó ra, mà mình thấy chúng sanh đó, chứ không phải lại thấy mình cười hề, mình nói ồ hoan hỷ sa thú sa thú, mà trong bụng mình, trong bụng mình bồ câu dâm giao găm á. Thì không, cái đó không được. Mà mình thấy, mà thấy chúng sanh đang làm phước, đang cúng dường, thì khi mà mình khởi tâm mà mình hoan hỷ thiệt mới được nhé. Chứ mình thấy cái miệng mình cười mình nói, nhưng mà trong lòng mình mẹ này tưởng ngon ha, và tưởng mà giàu mà lối này ha, trong bụng mình nghĩ mà cái này chẳng biết chứ, cái này chắc có thiệt chứ không có nhé quý vị. Nhiều vụ này có nhiều phải cẩn thận. Thì mình đi lên, đi những cái nơi chùa chiền đó, mình thấy người ta làm gì đó, mình không quan hỷ thì thôi, mình đừng lại gần. Nếu mình không quan hỷ, mình đừng có tới, mình tới mình công, mình tạo nghiệp, mình chết nữa. Bởi vì nó đang làm phước mà, người ta đang làm phước lớn mà mình ganh tị, mình ghét người ta, nó gieo cái quả còn mệt nữa, tạo nhân gặp cái quả mệt đó. Cho nên phải cẩn trọng trong những vấn đề này. Mình nhấn là vô thấy người này người kia giàu sang, thấy cái bà đó có đeo vòng vàng, nó đi xế họp rồi tới ha, rồi xong cái bạn đem đồ vô mới cúng dường, mình khởi tâm mẹ này tưởng ngon là biết gì đâu, hiểu pháp gì đâu ha, nên chúng ta rơi vô cái trạng thái là khổ sở rồi. Cho nên cái nhân cần thiết ở đây là khi có chúng sanh tạo phước, hoặc là những chúng sanh được hưởng những hạnh phúc được thành đạt gì đó, mình tác ý mình khởi cho cái tâm mình nó đúng pháp, phải hoan hỷ với cái hạnh phúc của người ta, thì lúc đó chúng ta mới là được những cái thiện pháp mà trong chính cái tâm của mình thiệt rõ ràng, chứ không phải là ngoài miệng không, khen ngoài miệng không thì nó không phải. Rồi chúng dòng kẻ thù của tùy hỷ, hai chấm, kẻ thù của tùy hỷ, hai chấm, dòng trực tiếp, hai chấm, và ganh tị, tức là cái kẻ thù mà trực tiếp của cái tâm tùy hỷ này đó, chính là ganh tị, cái sự tị hơn thua với người khác thì nó là chính là kẻ thù của cái tâm sở tùy hỷ này. Rồi gián tiếp, hai chấm, duyên đưa đến tham hỷ, duyên đưa đến tham hỷ, duyên đưa đến tham hỷ. Tức là ý nghĩa cái này sao, tức là nó là duyên nó đưa đến cái tâm tham thọ hỷ. Tức là khi mà mình thấy một người giàu sang hoặc là một người đang hưởng hạnh phúc, mình thấy mình cũng hoan hỷ cái sự giàu sang đó, mà mình hoan hỷ với cái sự giàu sang đó chứ không phải hoan hỷ với người đó. Mình hoan hỷ với cái sự giàu sang đó, với cái sự danh tiếng đó, rồi mình ngồi rồi mình mơ mộng, ước gì tôi được giàu như người đó, ước gì tôi được là hạnh phúc như người đó, ước gì tôi có được chồng đẹp như người đó, vân vân. Thì mình ngồi đó mình ước mơ những cái chuyện thì đó chính cái đó là kẻ thù gián tiếp của cái tâm tùy hỷ này, chứ nó không phải là thiện pháp. Rồi mình thấy người ta giàu sang, mình khoái được như vậy, mình muốn được như vậy, mình thấy người ta có được những cái điều tốt đẹp, mình ngồi mình ước mơ như vậy, ước mơ sự giàu sang đó. Gì đây? Được chứ, tùy hỷ cho mình là mình khởi cái tâm mình quan hỷ với cái thiện pháp mình làm đó, là thuộc về tâm, thuộc về thiện và thọ hỷ đó. Tức là mình có quan hỷ thiện pháp chính mình, và mình tác ý mình khởi cái tâm mình quan hỷ. Nhưng mà thường đối tượng này phải là đối tượng bên ngoài, thường đối tượng tùy hỷ là thường là đối tượng của chúng sanh bên ngoài nhiều hơn. Còn mình thì được gọi là mình thuộc về, được gọi là quan hỷ với thiện pháp mình đang làm,
Thì đó gọi là pháp thiện, thiện được về thiện thọ hỷ. Cái đối hỷ này thường thường là đối tượng phải là chúng sanh. Mình quan hỷ về những người đó. Và như vậy cái trực tiếp, đúng rồi, đại thiện thọ hỷ đó. Hỷ mà nếu mình không khéo cái đại thiện thọ hỷ này, thì nhắc thêm cái gì cái nữa. Khi mà mình khởi tâm đại thiện thọ hỷ, mình không có như lý tắc ý, thì nó sẽ rơi vô thuộc về ly trí. Tức là mình khởi tâm thiện mà mình không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, không có sự sáng suốt trong cái này, thì rơi vô cái tâm thiện thọ hỷ ly trí. Tức là mình không có khéo tắc ý để tâm mình đặt đúng pháp. Tức là mình không có hiểu biết khi mình làm cái việc thiện như vậy, nó là nhân lành sẽ đưa đến quả vui. Mình không có biết vậy, mình không có biết là làm cái việc thiện này nó là một cái mà để mà loại trừ những cái ác pháp, loại trừ những cái sự tham đắm, những cái sự dính mắc. Mình không biết vậy, mình làm theo người ta thôi, rồi mình hoan hỷ với cái lão mình, thì mình vậy là cái thuộc về thiện thọ hỷ, nhưng mà nó ly trí chứ nó không hợp lý được. Cho nên phải vô nít sô mà nó sẽ khai đáng lại cái chỗ đó, phải tập thường xuyên, phải thường thường, là giống như mình kêu là gì, tự kiểm thị, phải nhắc nhắc mình hoài đó, nhắc mình nhớ mà khi mà làm gì phải có sự mà khởi tác ý, phải như lý tác ý đúng, phải biết rõ ràng những gì mình đang làm, thì như vậy nó sẽ khởi sanh được và thọ hỷ mà hợp với trí tuệ. Còn không nó khởi lên ly trí, thường thường đa số là ly trí, chứ cái hợp trí rất là khó, tí phải có sự tập thường xuyên mới có. Rồi nắm được chưa? Là điều cần nhớ. Những điều cần nhớ có mặt trong tám đại thiện dục giới, tám di tác dục giới, 12 thiện sắc giới, 12 thiện sắc giới hỷ, tám đại thiện dục giới, tám di tác dục giới, 12 thiện sắc giới hỷ, 12 tâm sắc giới vậy lộn, sorry, tám đại thiện dục giới, tám di tác dục giới, 12 tâm sắc giới. Ngày tâm sinh giới hỷ nha, có không có ngủ thiền ha, hỷ thôi. Rồi đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo, không 13 tà tha. Đồng sanh 24 tâm sở tình hảo, không 13 tà tha, nó cũng giống như cái trên ha. Nhưng ghi rõ ra. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Đồng sanh 24 tâm sở tình hảo, cộng 13 tà tha. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Thuộc giống thiện, quả và duy tác. Tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Tương ưng với hai thọ, hỷ và xả. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Làm bốn công việc. Tục sinh, hộ kiếp, tử và động tóc. Cũng giống như trên, tục sinh, hồi kiếp và động tóc. Tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, tiếp theo. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta cần nhớ, nó giống như cái tâm bi nãy ha. Thì tùy hỷ nó cũng giống vậy thôi, khỏi giải bài mất công ha. Rồi, xuống dòng kết, hai chấm. Kết thúc rồi, kết, hai chấm. Kết vào dòng cái.
Kết, hai chấm. Bi và tùy hỷ là hai trong tứ vô lượng tâm. Là hai trong tứ vô lượng tâm. Rồi quý vị kể thử cái tứ vô lượng tâm. Giờ tâm bi thì tâm sở bi, tâm sở tùy hỷ ha, là hai phải không? Rồi hai kia nó đâu? Từ mà tâm từ bi hỷ xả. Từ là tâm sở nào quý vị? Vô sân, xa thú, xa thú, xả. Trật lắm. Xả, hành xả, đúng rồi, xa thú. Thì như vậy tứ vô lượng tâm là từ là vô sân. À, hành xả, xả là hành xả. Bi và tùy hỷ là bốn cái tâm sở này được gọi là tứ vô lượng tâm. Đó là từ bi hỷ xả. Rồi xuống dòng, cách đầu dòng. Xuống dòng, cách đầu dòng. Từ bi hỷ. Ba cái này ha. Từ bi hỷ được làm đề mục tu tập vô lượng. Được làm đề mục tu tập vô lượng sẽ chứng đắc, sẽ chứng đắc thiền từ sơ đến tứ thiền sắc giới. Từ bi hỷ được làm đề mục tu tập vô lượng sẽ chứng đắc thiền từ sơ đến tứ thiền sắc giới. Phải. Rồi thấy cái này xả vô lượng thì được ngũ thiền sắc giới. Xả vô lượng thì đắc được ngũ thiền sắc giới. Rồi cái tâm tứ vô lượng tâm này thì ba cái đầu là từ bi hỷ và chỉ tu đặt đắc được với từ sơ đến tứ thiền sắc giới thôi. À, chứ không đắc được ngũ thiền. Còn xả vô lượng tâm thì tu được đắc được ngũ thiền. Vì vậy chúng ta biết những cái vấn đề mà phân chia về cái sự mà thành tựu của cái tứ vô lượng tâm nó là như vậy. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong hai cái tâm sở bi và tùy. Bi là thương xót chúng sanh đang đau khổ, mong muốn cho chúng sanh thoát khỏi những sự đau khổ. Như phần tài mình cũng mong muốn cho chúng được thoát được những cái tai ương, những cái bệnh khốc liệt như thế này, vui vẻ hoan hỷ và được thoát những cái đại dịch, hoặc là những cái hạnh phúc an lạc luôn gắn khởi chúng ta luôn được hoan hỷ và hạnh phúc khác. Và cái điều quan trọng nhất trong cái này là yoniso manasik, phải luôn luôn cố gắng khéo léo tác ý để giữ tâm mình không có bị rơi vô những cái tình huống là ngược lại với, thì có như vậy là mới thành được những cái đẹp. Trong như đọc cái quan trọng là chính tự thân, mình học bằng chuyện mà mình khéo hành hay không đó là cho chính mình. Thì là chúng ta phải tự mình phải khéo léo, mình hướng tâm đúng ha, đừng để rơi vô ganh, đừng để rơi vô những cái tình huống mà làm mình phải trở nên xấu, không tốt đẹp. Rồi đó là hôm nay là mình học được hai cái tâm sở này, dứt xong cái phần học hôm nay ha. Rồi còn ít phút thì dài câu hỏi đố vui về quý vị quan hệ ha. Dài câu đố vui. Rồi câu đố vui ha, câu đố vui câu số 1. Câu số 1. Có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào? Có phải chăng khi trí tuệ sanh người nào? Thì cảm thọ hỷ sanh với người đó.
Hay, ghi kịp chưa? Có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào thì cảm thọ hỷ sanh với người đó? Hay khi cảm thọ hỷ, hay khi thọ hỷ sanh với người nào thì trí tuệ cũng sanh với người đó? Tôi hỏi, hay khi cảm thọ hỷ sanh với người nào thì trí tuệ cũng sanh với người đó? Tôi hỏi. Viết đủ nguyên câu luôn nha, nguyên câu hơi dài chút nhưng mà mình viết đủ nguyên câu luôn. Có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào thì cảm thọ hỷ sanh với người đó? Là vậy thứ nhất ha, hay khi cảm thọ hỷ sanh với người nào thì trí tuệ cũng sanh với người đó, phải chăng? Rồi, ok, rồi quý vị quan hệ lên lấy 10 điểm nha. Mình lên giải thích, rồi phân tích rồi, cho nó ngon lành ha. Rồi, chúc mọi người. Alo, dạ, con là biết, mọi người nghe rõ không ạ? Dạ, cái câu này là cái vế đầu tiên là có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào thì cảm thọ hỷ sanh với người đó? Trí tuệ cũng là tâm sở tịnh hảo, thì tương ứng với nhiều tâm, cho nên là không nhất thiết câu hỏi mà câu trả lời khách quan là không nhất thiết phải là thọ hỷ, vì nếu mà thọ hỷ được thì cũng có thể nhiều thọ tâm sở thiện tịnh hảo khác. Tuy nhiên khi nghe tới chữ trí tuệ thì con nghĩ đến cái những cái trí tuệ vipassana thì chắc phải là xả, là vì trí tuệ là sự nhận thức, nhận biết, biết kinh nghiệm, những cái pháp nó hiện bày và phải xả, chứ hỷ là một cái trạng thái của cái tâm mà nó chưa trong cũng giống như giác chi thì hỷ chưa phải tính xả là cái thứ bảy, rồi lúc đó thì để đón chờ cái tâm đạo và để đưa tới cái tâm quả. Lại cái vế thứ hai là khi người đó cảm thọ hỷ sanh, cảm thọ hỷ thì nó đi thỉ nó đi với hợp trí mà nó cũng có ly trí trong các thiện quả thì 24 tâm diệu giới tịnh hảo, thì thỉ hợp trí mà hợp hỷ cũng có ly trí, cái đó cho ta biết rằng cái vế thứ hai là trật lắc. Dạ con xin nghe.
Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nguyên Trang thấy Hà lên cầm mic mà Hà cầm chưa có chắc nha Hà. Khi Hà mà Hà bấm vô cái đường xanh á thì Hà nhớ đẩy lên trên nha. Chưa, Hà chưa có cầm mic, bây giờ đang Nguyên Trang đang cầm mic. Không biết mọi người có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Cho Nguyên Trang xin tín hiệu. Hello. Dạ, dạ cảm ơn. À, Hà ơi, hồi nãy Hà lên Hà cầm mic đó, nhưng mà khi mà Hà bấm vô cái đường màu xanh á thì Hà nhớ kỹ lên thì mình mới mic, chứ không thôi là nó sẽ rớt mic là mọi người sẽ nghe được nha. Nguyên Trang xuống mic nên mời Hà lên lại nha. Hello. Dạ có. Con nghĩ cái câu không đúng, tại vì tâm thọ hỷ đi với tâm vậy thì như là thọ xả, nhưng mà nếu mà nó đi với hợp trí thọ hỷ là xả mà hợp trí thì có để đi theo. Dạ thưa giáo sư, thì tôi nghĩ cái câu này phần đầu thì nó đúng. Thí dụ như là có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào thì cảm thọ hỷ sanh với người đó, câu đó thì tôi thấy hợp lý đúng. Mà câu sau là hay khi cảm thọ hỷ sanh với người nào thì trí tuệ sanh với người đó thì cái chưa đúng, không có đúng. Có thể thôi, có thể vào khoảng chừng 20% thôi, chứ còn 80% không vậy. Đôi khi mình có những điều mình, nhưng mà đôi khi cái vui đó nó không phải là trí tuệ, và vui đó là cái đôi khi là nó tà mỹ tà bạ thôi. Thì mình có cái tà tư duy đó cũng coi như đôi khi cũng có hiện, cho nên cái câu sau không đúng. Câu sau thì có thể là không đúng, chứ còn câu trước thì có đúng. Trí tuệ sanh với người nào thì người đó có thọ hỷ sanh, nhưng mà khi mà cảm thọ hỷ sanh với người nào thì trí tuệ sanh người đó không chắc. Đó. Xin trao mai lại cho người mới. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ thưa thầy, theo con phân tích thì có phải chăng khi trí tuệ sanh với người nào thì cảm thọ hỷ sanh với mất? Thì mình phải coi lại cái phần trí tuệ á, cái gì là trí tuệ. Thì con thấy trong cái phần 24 tâm dục giới tịnh hảo thì có một nửa là ly trí, một nửa là hợp trí. Thành ra trong cái phần mà ly trí á, mình không có tính đi. Một cái phần đầu tiên là thọ hỷ thì nó có tất cả là hỷ hợp trí, nó có hai cái tâm, nó có hai tâm hỷ hợp trí, nó có hai tâm quả hợp trí, rồi nó có hai tâm di tác hợp trí. Thì khi mình nói là phải chăng khi trí tuệ sanh người nào thì cả thọ hỷ sanh với người đó, thì nó sẽ đúng như mà nó sẽ đúng như những cái người dục giới. Còn khi mà mình nói là đúng với những khi mà người đó cũng có cái thọ có cái trí tuệ mà người đó là thọ xả thì nó lại không đúng. Thành nó nói tùy cái trường hợp mà mình nói. Còn khi mà con thấy vô tới cái chỗ mà 15 tâm sắc giới thì cái chỗ đó nó sẽ cũng có thọ hỷ và nó cũng có thọ xả. Khi mà đến cái ngũ thiền á, thì nó là thọ xả, nó đâu có còn hỷ nữa. Cũng như vậy con tiếp tới cái chỗ 12 tâm vô sắc giới thì tất cả đều thọ xả hết. Còn trong cái đạo quả đó thì lúc đó là có trí rồi, nhưng mà cái phần ngũ thiền đó thì họ đều thọ xả hết. Thành khi mà mình nói mình một cái cả nắm vô là khi trí tuệ sanh với người nào, có nghĩa là thầy nói bất cứ người nào thì cảm thọ hỷ sanh với người đó, thì con không thấy câu này đúng. Tự vì trí tuệ có thể sanh với người
một cái lớp này có cảm thọ hỷ và những cái người khác sẽ có cảm thọ xả. Thành ra trong khi trí tuệ thì nó có cả hỷ và nó có cả xả. Cái đó là phần. Còn khi con qua đến cái phần thứ hai, khi mà cảm thọ hỷ sanh với người nào thì mình sẽ gom hết những cái phần mà có cảm thọ hỷ, thì con sẽ thấy nó là có bốn cái tâm tham thọ hỷ, rồi nó có cái quán sát thọ hỷ, nó có vi tiếu thọ hỷ, nó có 12 cái tâm thọ hỷ của dục giới, nó có 12 cái tâm thọ hỷ của sắc giới, nó có tất cả 12 cái tâm thọ hỷ của tâm siêu thế. Thì khi mà cảm thọ hỷ sanh thì trí huệ cũng sanh, còn đâu có thấy nó đúng đến cái chỗ bất thiện đâu, tự cái đó đâu có trí huệ gì đâu mà nó cũng sanh. Thành ra theo cái kiểu mà hồi nãy giờ con phân tích thì cả hai câu, hai vế của thầy đều trật hết ạ. Dạ, con xin kính nhường mic lại cho người khác ạ. Xà thứ, xà thứ. Nguyên Như giỏi quá bà. Nguyên Như dạo này giỏi quá. Quý vị tặng bông nha Nguyên Như. Nguyên Như giỏi quá. Tặng bông cho nhiều nhiều lên. Nguyên Như dạo này số 1. Quá thật như vậy. Rất là chính xác ha. Rất là đúng. Vì đó là câu Nguyên Như trả lời. Rất là quan hỷ. Chuẩn bị mai mắt kiến. Thế mở lớp lên dạy thế dùm nha. Làm thầy được đó là dạy dùng. Rồi đó là câu số 1 ha. Tìm bông đâu ra, tìm bông đâu ra, Mana Ramsi tìm bông đâu chỉ lấy bông tặng. Rồi câu số 2, ok câu nữa ha, câu số 2. Câu nữa là đi ngủ được ha, hay là muốn nữa tùy theo quý vị nha. Câu số 2. Có phải những pháp nào là thiện? Tất cả đều sanh với căn thiện, phải chăng? Có phải những pháp nào là thiện? Tất cả đều sanh với căn thiện, phải chăng? Có phải những pháp nào là thiện? Tất cả đều đồng sanh với căn thiện, phải chăng? Rồi, câu này dễ quá, lên giải thích, phân tích được cho ngon lành ha, lấy 10 điểm bỏ túi. Rồi, xin mời quý vị. Alo, dạ, con xin trả lời câu này ạ. Có phải những pháp nào là thiện thì tất cả đều đồng sanh với căn thiện, phải chăng? Thì pháp thiện thì chỉ có 37 tâm thiện cộng với 38 sở hữu, để trong đó thì có 3 căn thiện, tức là khi mà căn thiện là 3 căn, là vân căn thiện là vô sân vô si. Khi mà sanh lên thì nó sẽ có pháp thiện là gồm 38 tâm thiện cộng với 35 sở hữu cộng với 3 căn thiện và sắc tâm thiện, thành ra là đồng sanh với căn thiện thì chỉ có những tâm thiện, còn sắc tâm thiện thì không đồng sanh. Đồng sanh với tâm thiện thì đồng sanh với căn thiện. Có phải những pháp nào là thiện? Pháp thiện thì chỉ có những tâm thiện và những sở hữu đi kèm. Còn sắc tâm thiện. Tức là cái này nó còn thiếu cái sắc tâm thiện nữa. Đồng sanh với căn thiện nó bao gồm cả pháp thiện và sắc tâm thiện. Như vậy với cái câu này thì nó thiếu sắc tâm thiện. Dạ, con xin trả lời câu hỏi này như vậy ạ. Con xin xuống mic ạ.
Dạ thưa thầy, để con thử coi con có được lãnh học dịch hay không. Khi mà mình nói cái câu hỏi của thầy là có phải những pháp nào là thiện, thì con sẽ suy ra là những pháp nào là thiện, rồi pháp nào là bất thiện, pháp nào là pháp vô ký, tức là không thiện không ác. Thì con đi tiếp đó là pháp thiện, thì nó gồm có 12 cái, nó có 24 tâm dục giới, cái đó là tâm thiện. Xong rồi nó có tới 27 tâm đáo đại, tức là nó gồm có 15 tâm sắc giới và 12 tâm sắc giới. Rồi con đi tiếp đến 8 cái tâm siêu thế hoặc là 40 tâm siêu thế, thì những cái đó là tâm thiện. Thì trong cái tâm thiện tiếp tục đó, thì mình sẽ tính là thiện nào là thiện ly trí, rồi thiện nào là thiện hợp trí. Thành những cái thiện hợp trí á, là những cái tâm sở còn lại của cái thiện. Ý con nói là cái thiện á, thì nó có ly trí và hợp trí. Ly trí thì nó có 12 giới tịnh hảo ly trí. Rồi còn phần còn lại đó là 12 tịnh hảo hợp trí và 27 đáo đại và 8 siêu thế, thì những cái đó là những cái tâm hợp trí. Rồi tính tiếp, khi mà thầy nói là cái những nào là đồng sanh với căn thiện, thì căn thiện á, nó gồm có vô tham, vô sân và vô si, có nghĩa là tâm sở trí tuệ. Thành ra khi mà mình nói về cái tịnh hảo ly trí, nó chỉ có hai căn thôi, nó chỉ có vô tham và vô sân. Còn nếu mà phần những phần tâm thờ sần lại thì nó có đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Thành ra nếu mà mình nói chung chung, nếu mà nói căn thiện không, thì mình phải nói rõ ra là căn thiện là hai căn hay là ba căn thưa thầy. Dạ con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, thưa thầy, như vậy là khi mà căn thiện sanh khởi thì có tâm thiện và 37 tâm thiện cộng 35 sở hữu, cộng với trong đó thì 35 với lại 3 căn thiện nữa là 38 sở hữu, và sắc tâm như vậy đồng sanh với căn thiện thì có cả 3 căn thiện nữa. Và như vậy có đúng không thưa thầy? Tức là có thêm 3 căn thiện nữa là đồng sanh với căn thiện, có phải không ạ? Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, dạ con xin kính chào sư, và con xin kính chào thầy Kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Con nghĩ bây giờ nếu mà nói về chi pháp, thì nếu mà nói về bên tâm thì trừ ra 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, tất cả những tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc, hay là 8 tâm siêu thế, thì gom lại thành một tâm đi, cho đó là tâm thiện đi. Và khi mà tâm thiện nó khởi, khi cái pháp thiện nó đi, gom lại một cái. Và khi khởi qua thì những cái tâm căn thiện sanh là sẽ cùng sanh với 25 sở tâm sở tịnh não, tự gì đó là những cái căn thiện đó mới là theo con bổ túc thêm, tự gì những cái tâm thiện thì lúc nào cũng phải đi theo cái căn thiện, mà căn thiện thì chỉ có trong sở là 25 sở tịnh não đồng sanh với nó. Thôi con xin xuống mic là cảm ơn. Cho 5 điểm thôi. Vậy sao đó? Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ kính thưa thầy, kính thưa đạo tràng. Tự nhiên con có cái thắc mắc á, là thầy xếp vô cái thằng 18 tâm vô nhân á, thưa thầy, là nó thuộc về vô ký, hay là có khi á, thầy xếp cái tâm quả thiện chỗ đó đó là thành tâm thiện luôn thưa thầy. Nếu mà thầy xếp vô cái chỗ tâm quả thiện đó là cũng là tâm thiện, tự vì nó là thiện thôi á,
thì nó sẽ cái chỗ đó là để biến hóa. Cái chỗ đó con hơi thắc mắc á, cái từ cái khi á mà mình nói á là thiện, hồi nãy con có định nghĩa nếu mà con trả lời theo cái câu đó là nó có ba loại thiện, bất thiện và vô ký thì sẽ là như vậy. Còn nếu mà cái định nghĩa của thầy nói qua cái chỗ tâm quả bất thiện ấy, thì chỗ đó nó không có căn thiện gì hết. Ý cũng như nói vậy là vậy đó anh, không có vô tham, không có vô sân, cũng không có vô si luôn, mà nó cũng là tâm thiện vì nó là tâm quả thiện. Nếu mà thầy nói cái chỗ đó, dạ con xin xuống mít ạ. Chính xác, nó pháp thiện mà, chứ mà đâu có nói tâm thiện đâu. Pháp thiện, pháp nào là thiện thì mới là đều là thiện hết, bỏ sót một cái. Chính xác chưa? Rồi, xà thử, Nguyên Như cũng rất là tuyệt vời ha. Cái gì tặng bông Nguyên Như thêm 10 điểm, tặng bông hoa lên. Rồi, đó thì bây giờ tất cả đưa câu hỏi lên. Có phải những pháp nào là thiện? Thì gồm những pháp nào là thiện? Tất cả những pháp nào là thiện là gồm gì? Những cái tâm, thứ nhất là về tâm vô nhân, tâm quả thiện thì nó cũng là pháp thiện, đúng không? 24 tâm dục giới tình hảo cũng là pháp thiện. 27 tâm đáo đại cũng là pháp thiện. 40 siêu thế cũng là pháp thiện. Thì tất cả những pháp thiện, pháp thiện, tất cả đều đồng sanh với căn thiện và chăng. Căn thiện đây là ba căn hay là nhân? Ba nhân, ba căn, vô tham, vô sân, vô si. Thì chưa chắc tất cả đều đồng sanh với căn thiện thì tùy theo. Nếu tâm vô nhân, tâm quả vô nhân thì không có căn thiện đó. Với tâm ly trí thì chỉ có hai căn, với tâm hợp trí thì ba căn. Thì như vậy ngoại trừ tâm vô nhân ra thì tất cả đều đồng sanh với căn thiện, đúng chưa? Ngoại trừ tâm quả thiện vô nhân á, thì tất cả đều đồng sanh với căn thiện, vì nó không có nhân. Không phải là vì có vô nhân mà vì nó không có nhân, nhưng mà vì có vô nhân không có nhân đồng sanh. Cái này viết cái câu này viết ngược vì không có nhân ngược cũng hay vì có vô nhân, vô nhân mà có vô nhân này xa thú. Rồi ok, đó là học sắc rồi. Đây mình chưa học tới đâu, nói gì thì pháp thiện là nói về tâm thiện thôi. Sắc chưa học tới rồi nói gì tới sắc tâm thiện, để qua bên chưa học thì nó đi lố bài con công khiếu nại nữa. Sắc tâm thiện, sắc do ta, do tâm thiện tạo thì cái đó là chưa học tới đâu, còn lâu, dữ đó còn lâu. Rồi còn ngủ nha, lớp mầm non ở là mầm non lớp này cũng khó lắm nha, mầm non gì. Rồi câu cuối cùng cho ngủ nha. Câu này dễ nè, câu này dễ nhất nè. Tất cả tâm di tác luôn đồng sanh với ba căn thiện, phải chăng? Tất cả tâm di tác luôn đồng sanh với ba căn thiện, phải chăng? Dễ quá ha. Chỉ câu hỏi đây là lên phân tích đi, chấp chấp cái gì. Tất cả tâm di tác luôn đồng sanh với ba căn thiện, phải chăng? Rồi, mời quý vị. Con xin thưa thầy, con xin trả lời câu này cho con lễ lãnh hộp vịt trước đây sư. À thầy, trưa nay nhà con thiếu đồ ăn, cho con hộp vịt trước. Dạ, tất cả tâm duy tác luôn đồng sanh với căn thiện, phải chăng? Thì như hồi nãy mà thầy phân tích thì tâm duy tác thì trong đó nó có nằm ở trong cái tâm vô nhân nữa. Trong tâm vô nhân có ba tâm duy tác, thì ba tâm đó thì không thể đồng sanh với căn thiện. Rồi tâm dục giới tịnh hảo mà có trí thì đồng sanh với tâm thiện. Nếu mà mình tính là căn thiện là ba căn,
thì có tâm dục giới tịnh hảo là đồng sanh với căn thiện. Còn đối với tâm thiền tâm đáo đại thì tâm đáo đại và tâm đáo đại và tâm siêu xa rồi hả? Tâm đáo đại là có 9 tâm, là 4 5 tâm duy tác sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Thì để đồng sanh với căn thiện. Ba cái tâm duy tác vô nhân thì đã vô nhân rồi, nên là không có thể nào mà có căn thiện được, nó là tâm vô nhân. Còn duy tác tâm duy tác dục giới thì có 8 tâm, và tâm duy tác của đáo đại thì có 9 tâm, và duy tác mà tâm siêu thì là có đồng sanh cùng với căn thiện. Dạ con xin trả lời như vậy. Dạ con xin xung cho con hột vịt buổi trưa nay ạ. Con xá thứ thầy. Dạ thưa thầy, câu trả lời của theo của con á, tất cả tâm duy tác luôn đồng sanh với ba căn thiện phải chăng? Thì câu của thầy con thấy nó sẽ đúng với những cái tâm duy tác hợp trí thì nó sẽ có ba căn, còn những cái tâm duy tác sắc giới nó cũng có ba căn thiện, duy tác vô sắc giới cũng có ba căn thiện. Con chỉ thấy có duy tác ly trí của dục giới nó sẽ có hai căn thiện, và tâm duy tác của ưng cúng vi tiếu và cái tâm kháng ngũ môn kháng ý môn con xin lỗi, cái vi tiếu thì nó không có căn nào hết, thì nó sẽ có đi từ không căn, hai căn với ba căn, chứ không phải lúc nào cũng có ba căn thiện thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Bây giờ giờ tâm duy tác à, tâm duy tác thì vậy trả lời về tâm vô nhân thì nó đúng rồi, nó là vô nhân vì nó không có ba căn thiện. Rồi tâm duy tác hữu nhân thì nó có ba căn thiện quý vị. Tâm thiện, tâm duy tác dục giới hữu nhân có ba căn thiện không? Có đủ ba căn thiện không? Có đủ luôn ba căn thiện hả? À, có, mình phải nói rõ ràng hợp trí mới đủ ba, chứ ly trí thì sao đủ ba được? Có hai có ba tùy theo là xa thứ. Rồi tâm sắc giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới có không? Đủ ba luôn rồi xa thứ. Tâm siêu thế có không? Tâm siêu thế có không? Tâm siêu thế không gì tác sai thứ kim sai đó nha, không như thế chỉ có đạo quả chứ không có gì tác nữa. Đạo quả xong rồi mới qua gì tác được, thế là không có gì tác đó. À, thành ra kim dung tại sao bị nắm là tại vì nói có tâm siêu thế rồi đó. Nguyên như đúng rồi, sai thứ nguyên như này giỏi quá, cho thêm 10 điểm nữa sai thứ quá. Rồi cái gì cho 10 điểm nữa là cho tặng bông lên hôm nay là coi như lấy hết điểm của bạn bè. Rồi hôm nay là coi như được chụp điểm xà đó. Rồi hôm nay chúng ta đã học được tất cả những cái tâm thuộc về vô lượng phân, và
những cái câu hỏi để mà kích hoạt não, kích hoạt trí tuệ cho chúng ta phát sinh trí tuệ, học chúng ta động não mình mới mau tiến bộ được, chứ không có những câu hỏi mình học mình lì lì liền làm biến suy nghĩ. Nhờ có những câu hỏi này nó kích hoạt trí tuệ phát sinh. Ai rất xa thứ do báo hôm nay học được, nguyện cho tất cả chúng ta luôn được bình an, hạnh phúc trong cái cơn đại dịch này, và nguyện cho tất cả được thoát qua những cái cơn này, sống bình an, luôn có được một đời sống an vui, hạnh phúc và có trí tuệ. Do phước báo này, nguyện cho chúng ta luôn được năm pháp luôn lâu sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả đấy. Xin mời quý Như. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ con xin kính thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy chúng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ anh anh Lý có câu hỏi sư thầy. Dạ câu hỏi là tại sao bài giảng nghe dễ hiểu mà câu hỏi và câu trả lời cao siêu quá. Dạ con có thể thỉnh thầy kinh dùng 1-2 phút cuối cùng để trả lời cho bạn học mới vô của tụi con. Dạ con xin dâng bích lại cho thầy ạ. Sao đâu, thì câu hỏi là lại gì, học là học cả năm nay rồi. Mình vô mình học cái một cái tâm sở đó, trong khi đó học cả năm nay hết 121 năm rồi, những chi pháp đủ thứ thì những người học rồi người ta nghe người ta hiểu được, người ta đoán được, còn mình mới vô thì mình đâu có thấy được vấn đề. Nhưng Nguyên Như học rồi mình nhớ hết rồi mới lời được à, chứ còn không học sợ biết cái này, không học cái nước mà bó tay rồi. Nhưng mà những câu hỏi nó giúp cho mình động não, không cái gì? Giúp cho mình suy nghĩ động não, như thế nào, cái tâm mình bắt đầu nó hoạt động, thì cái trí não mình nó phát sinh. Rồi có câu hỏi hả? Ok, rồi mời bạn xin mời. Dạ, thưa sư con Lý, từ lúc đầu cái bài giảng sư có nói là cái hôm nay học về vô lượng phần tuyệt biên và tuyệt hỷ nó có liên quan tới cái bệnh dịch. Thì xin sư cắt nghĩa cho cả lớp nghe cái sự liên quan đó đối với cái pandemic, cái bệnh dịch mà toàn cầu này liên quan tới hai cái tâm vô lượng phận như thế nào, thưa sư con xin lên. Sao đó. Thì giờ mình suy xét là hai cái tâm đấy, hai tâm sở này, tâm bi là một cái tâm sở mà khởi lên một cái trạng thái mà thương xót những chúng sanh đang đau khổ, đúng không? Bây giờ mình thấy được những người đang bị bệnh, đang bị những cái dịch này nó hành hạ, thì chúng ta phải cố gắng khéo tác ý sao cho khởi được cái tâm bi lên, mình thương xót chúng sanh đang đau khổ và mong muốn cho những chúng sanh được thoát khỏi những cái đau khổ đó. Thì như vậy là mình đã thấy được, có được cái tâm bi. Còn tùy hỷ là mình quan hỷ với hạnh phúc của người khác, tức là khi mà thấy những người đó mà được thoát khỏi được những cơn đại dịch, chẳng hạn như chúng ta nghe đọc những cái tin mà nói là có người nào thoát được những cái cơn dịch đó, cũng có cái clip coi một cái cô đó, hình như bên Washington DC đó, bên New York chứ, cổ bị dương tính, bị coronavirus dương tính xong vô trong đó thì cổ bị hành xác dữ lắm, đọc mở lên mà nói và thấy dễ sợ lắm, sau cùng cuối cùng mà thoát được cái nạn đó, mà đi từ cõi tử mà trở lại, thì mình nghe được thì mình hoan hỷ với cái sự mà thoát khỏi hạnh phúc, được hạnh phúc và thực cái tử đó, thì khởi được cái tâm tùy hỷ, hoan hỷ với cái sự mà tốt đẹp của người đó. Thì đó là cái ý mà chúng ta muốn nói, là cái khi mà mình học cái hai cái tâm sở này nó có sự liên hệ đến cái dịch hôm nay là như vậy. Tức là mình khi mình thấy được những người ta sự đau khổ của người ta thì mình cố gắng mình tác ý để cho cái thiện pháp nó phát sinh, chứ không phải mình thấy rồi mình buồn rầu mình khổ sở ngồi mình thấy người ta bị vậy cái bệnh mình chính tôi cũng bị cái tâm lý chứ không phải bị đâu, thì mình thấy người ta bị chết nhiều quá cái mình cũng lo nhưng mà mình lo để làm gì, lo đau khổ tâm bất thiện sanh, thôi giờ mình khởi tác ý là mình thương xót chúng sanh đó, mong cầu cho đúng rồi tâm động lực, tâm động tắc rồi, đó là cái ý của hai cái tâm sở đó như vậy.
Rồi, xin mời MC ha. Dạ, con xin kính thay mặt đạo tràng, tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học rất là cặn kẽ của buổi ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, bạch sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay, bạch sư. Và con xin con không biết sư Nguyên Thông. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam ratkham tu sabba devata sabba bhutanu fave nasada soti pavantu te bhavatu sabba mangalam ratkham tu sabba devata sabba dhamma nu fave nasada soti pavantu te bhavatu sabba mangalam ratkham tu sabba devata sabba sangha nu fave nasada soti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chúng tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Qua tầm ti vi hà ra qua si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pha văn tu pu chi ta son thân ca ron tê tha vi hà ra măng đa lê thê ra cha mắn cha na hoa ca cha thân kha sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha đề sa ni gama cha y sa ra sam ba na phu ta su ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua sam se da cha ta tha vô pa pa ca ni ya ni căng tham ma qua ra pan cha tê bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sát tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô tinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đệ tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha pa yô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha pa yô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha pa yô y đăng quá tám nề buồn nhàn à sa vắc khá già hằng hồ tu á na gát tề à lề. Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đầy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự vui. Do sự báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi trong ngày bị và nguyên xin kính trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào thứ hai tuần sau và cũng là thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ được học lại những bài về ngạ quỷ sự do thành giảng dạy. Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.